Phiêu, sao anh lại ở đây ạ? Ai đây em? Đây là... tôi là bạn của Tâm. Nãy tôi đùa thôi. Bạn hả? Chào cậu nhá, tôi là Đạt, người yêu Tâm. Tâm này, em đừng nói với anh là em cưới em không mời anh đấy nhá. Chúng tôi chưa cưới, mới dự định thôi. Mà sao? Nhìn tôi với Tâm giống vợ chồng cưới rồi lắm à? Hai người yêu nhau lâu chưa? Mới được 1 năm thôi. Là sao? Không sao, chỉ là tôi thấy Tâm kín tiếng thôi. Có người yêu oách sách như này ấy, mà giấu không ai biết gì cả. Giấu là đúng, mà tôi cũng không có nhu cầu kết bạn với loại người như cậu. Tôi biết rồi, và tôi hiếm thấy có cặp đôi nào yêu nhau hơn 1 năm rồi mà vẫn nồng nhiệt như hai người đấy. Quan trọng đó là sự tin tưởng của Thủy Chung. Tôi rất hạnh phúc khi yêu được Tâm, một cô gái rất là nghe lời. Mà chiều nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu đi cà phê. Cho cậu biết ý, cà phê mùi tiền nó khác như thế nào nhá. Có phiền không? Tôi sợ là phiền hai người thôi. Phiền cái gì đâu, tôi không thấy phiền. Cậu nghe câu có tiền thì làm phiền thiên hạ cũng được chưa? Tôi thì không sao hết, cứ miễn Tâm thấy thoải mái thì ok. À không sao ạ, đi chung cho vui cũng được. Thế đi thôi nhỉ. Đi. Cảm ơn anh về công nước ngày hôm nay ạ. Có gì đâu, coi như là tôi cho cậu mở mang tầm mắt thôi mà. Mà hình như tôi ngồi ở đây thì không hợp lý lắm thì phải. Tại vì tôi thấy Tâm không được thoải mái cho lắm. Ok em, em làm mất mặt anh đi nhá. Sang chảnh lên xem nào. Em ổn không? Em ổn, em không sao. Không sao hết. Thôi, hai người cứ tự nhiên đi. Tôi xin phép ra ngoài có việc một lát nhá. Này, lần sau em đừng có quen với cái thể loại như này nhá. Thì anh cứ nói quá. Người ta chỉ hơi nghèo một chút thôi mà. Cái gì cơ? Hơi nghèo á? Này, anh nhìn nó không khác gì cái thằng đi móc cống nhá. Từ hôm nay em cắt đứt hết những cái mối quan hệ như thế đi nhá, dẹp hết. Rồi, anh là nhất. Mệt người. Alo, anh Tú ạ? À? Vâng, anh cho em gặp vợ em được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với cả cô ấy. Cái Tâm nó không có ở đây em ơi. Ủa là sao anh? Tâm bảo với cả em ấy là qua nhà anh ở mấy hôm cơ mà. Anh quên mất, nó đang ở trong nhà. Mà em thấy vợ em ở đây này. Xin lỗi, phải để hai người phải đợi nhá, tôi có việc quan trọng. Tôi tưởng cậu đi móc cống về cơ. Thôi anh, thêm mọi chuyện có ổn không ạ? Ổn hết rồi. Ôi này Tâm, đây. Sao em không nghe mày đi? Nếu mày có việc quan trọng thì sao? Không, không có việc gì đâu ạ. Em xin phép ạ. Alo. Sao mày tắt máy lâu vậy? Hình như thằng chồng mày phát hiện rồi hay sao? Bây giờ em đang bận lắm. Thế nhá. Sao đây em? À không, không không, em ổn mà. Anh thấy em không ổn lắm đâu. Này, anh thấy mọi ngày em hoạt bát lắm cơ mà. À thôi, hai người có thể kể cho tôi nghe về chuyện tình của hai người được. Chuyện tình của tôi thì nói chung là nó cũng đẹp ấy. Tôi quen Tâm khá là trong sáng, yêu Tâm ngay từ ngày đầu tiên cơ. Rảnh thì tôi đưa cô ấy đi shopping này, đi mua sắm. Ông bạn biết không, chuyện tình của tôi nó chỉ xoay quanh một chữ ấy, và toát ra một mùi là mùi tiền. Thế còn chú thì sao nhỉ? Có người yêu chưa? Mà chắc nhìn như này thì nuôi mình chưa xong thì nuôi ai được, đúng không? Tôi thì cũng có vợ rồi, nhưng mà cũng sắp ly dị rồi. Xin lỗi nhá. Thế sao lại ly hôn? Vì nghèo à? Tại vì vào một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ra vợ của mình ngoại tình với cả một người đàn ông khác. Ui, tôi nói ông bạn nghe nhá, đàn ông mình ấy, nó phải là cái cây ATM của phụ nữ. Nếu không thì mình cũng phải là nơi để có thể che chở cho người ta nương tựa được. Đó, ông bạn hiểu không? Thế bây giờ thì ông bạn chả có cái ý chí gì cả thì người ta bỏ là đúng.
Tâm này, người yêu của em đó có đúng không? Em mà nói thật nhá, cái con đàn bà nào mà ông bạn đụng vào rồi, có cho không bọn tôi không cần, nó bẩn lắm. Thế nên đừng có tưởng là tao không biết cái gì nhá. Mày tâm tiêng yêu tao hôm nay hơi bị nhiều rồi đấy, biết chưa? Khôn hồn ấy thì biến đi, coi như chầu cà phê tao mời, biến. Chó là mày cười cái chó gì hả? Anh ơi, em xin anh ấy, anh thôi đi. Anh Phiêu, chuyện gì qua rồi thì anh cho nó qua đi. Cái gì mà chẳng có cái giá của nó? Đúng, cái gì cũng có giá của nó. Nên ông bạn biết ấy, vợ của tôi là ai không? Anh Phiêu! Chúc mừng ông, đã quay vào ô vợ của tôi rồi đấy. Cái gì cơ? Tâm, chuyện này là như nào? Hả? À. Anh ơi, anh đừng nghe anh ta nói, anh ta lừa anh đấy ạ. Lừa? Tao nói cho mày biết nhá, yêu nhau một năm mày lừa tao, thảo nào. Tao đòi mày không cho đúng không? Mày muốn lấy gì của tao? Tiền bạc hay cái gì hả? Anh ơi, em xin lỗi, thật sự là em không cố tình làm như thế đâu ạ. Cái gì? Không cố tình á? Một năm mà mày bảo là mày lừa tao không cố tình. Bây giờ tao cho mày những cái gì ấy, mày đưa hết tao đây, đưa đây. Okay, yeah. Anh ơi, em xin anh, đừng làm bỏ ra mà. Anh ơi, hai người dừng lại đi. Tôi nghĩ là tôi nên về để cho hai người tự giải quyết. Còn cái nhẫn này tôi cử. Anh Phiêu, kể cả cái túi hàng hiệu này cũng là tao mua cho mày. Từ bây giờ ấy, mày không còn một cái gì hết, nhớ đấy.